khi nào mà chúng ta nên sử dụng rèm vải và khi nào chúng ta nên sử dụng rèm cầu vồng. Thì đối với rèm vải thì chúng ta sẽ sử dụng ở những không gian lớn và ở những cửa lối đi như thế này ạ. Còn rèm cầu vồng thì sử dụng ở những không gian hẹp và ở những cái cửa sổ như thế này.